Kính chào quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Ngày hôm nay trên tay tôi là đơn kiến nghị của một người tên là Vũ Văn Cần, sinh năm 1993 tại Thụy Vân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và đơn vị công tác của ông là cán bộ phòng tổ chức tại trường trung cấp Văn hóa và Nghệ thuật Du lịch tỉnh Phú Thọ. Sự việc diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2016 khi trên Facebook của mình, ông Nguyễn Quang A đã đăng một bản danh sách gồm hàng nghìn tên và các chữ ký tươi để thể hiện sự đồng tình của họ với việc ông tham gia vào việc ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Là một sự tình cờ, cái tên Vũ Văn Cần nổi lên khi chúng tôi nhận được tin báo về việc ông ta không hề tham gia ký tên vào bản danh sách này. Qua quá trình tìm hiểu tại thực địa, tại nơi công tác của ông Vũ Văn Cần, thì ông ta đã nói: "Vâng, thưa anh, tôi qua bạn bè thông tin thì tôi thấy mình có tên trong danh sách ủng hộ ông Nguyễn Quang A. Tôi thấy là làm như vậy là mạo danh, nặc danh người khác để ủng hộ ông Nguyễn Quang A để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 4." Đánh giá về hành động của ông Nguyễn Quang A, một ứng cử viên độc lập để tham gia vào ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Cần cho rằng: "Tôi thấy thông tin như vậy là rất bố láo và rất bức xúc. Tôi coi đó là một hành động là thiếu suy nghĩ." Khi được hỏi phản ứng của ông Vũ Văn Cần về việc ông Nguyễn Quang A giả mạo bản thân mình trong bản danh sách ký tên vào việc đồng ý cho ông ta ứng cử vào đại biểu Quốc hội, ông Vũ Văn Cần cho biết: "Vâng, tôi rất bức xúc khi nhận được cái thông tin mà tôi ủng hộ ông Nguyễn Quang A. Như vậy là sai, tôi không hề biết và không bao giờ ủng hộ ông Nguyễn Quang A để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 4. Việc đó là sai trái pháp luật và tôi không hề biết và không có liên quan và quan hệ gì ông Nguyễn Quang A, và không có ủng hộ ông Nguyễn Quang A vào cái việc ủng hộ vào đại biểu Quốc hội khóa 4. Và tôi mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ việc này. Thì tôi không hề biết và cũng không hề ủng hộ ông Nguyễn Quang A, mà tôi đã có danh sách trong ủng hộ ông Nguyễn Quang A, như vậy là không đúng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc này giúp tôi." Trước mặt chúng tôi, ngay vào buổi chiều hôm đó, ông Vũ Văn Cần đã lấy giấy bút và tự tay viết nên bản kiến nghị gửi lên Hội đồng bầu cử các cấp nhằm vạch trần hành động giả mạo của ông Nguyễn Quang A trong bản danh sách của mình. Đơn kiến nghị như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2016. Đơn kiến nghị kính gửi Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thành phố Hà Nội. Tên tôi là Vũ Văn Cần, sinh năm 1973, địa chỉ D2 Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đơn vị công tác, cán bộ phòng tổ chức, trường trung cấp văn hóa văn nghệ và du lịch tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng cuối tháng 2 năm 2016, qua bạn bè tôi được biết về ông Nguyễn Quang A, sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú tại số 10 Đoàn Nhữ Hải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, tôi không được biết thêm gì về ông Nguyễn Quang A. Có đăng tải lên mạng và Facebook của ông cá nhân Nguyễn Quang A danh sách ký tên ủng hộ ông ta ứng cử vào đại biểu Quốc hội qua địa chỉ email ủng hộ Nguyễn Quang A@gmail.com gồm 506 người, trong đó có tên tôi là Vũ Văn Cần, công tác tại trường trung cấp văn hóa du lịch tỉnh Phú Thọ, xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ. Tôi không hề quen biết và không biết gì về ông Nguyễn Quang A cho đến khi bạn bè của tôi biết những thông tin trên. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng sử dụng Internet, Gmail để liên lạc với ông Nguyễn Quang A, không gửi thư vào các địa chỉ ủng hộ Nguyễn Quang A@gmail.com, nên không thể có chuyện tôi ký tên ủng hộ ông ta vào việc ứng cử đại biểu Quốc hội. Thứ nhất, tôi được biết về việc ứng cử đại biểu Quốc hội là quyền của mỗi công dân và được pháp luật cho phép. Cá nhân người ứng cử phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về quy định hiện hành, và trước hết là mỗi người đều phải là những công dân tốt, phải trung thực. Thế nhưng tôi thấy rằng ông Nguyễn Quang A đã mạo danh tên tôi trong danh sách những người ký tên ủng hộ ông ta là người ứng cử đại biểu Quốc hội là xúc phạm đến danh dự của tôi. Việc làm đó là vi phạm đạo đức của người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người mà họ có thể trở thành đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi cực lực phản đối hành động gian dối này, và do vậy tôi viết lá đơn này xin kính gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội xem xét lại tư cách của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 Nguyễn Quang A. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Hà Nội xem xét và làm rõ sự việc của ông Nguyễn Quang A. Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn. Người viết đơn ký tên Vũ Văn Cần. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc tôi vừa trình bày như trên, chúng ta có thể chưa thể khẳng định được rằng sự việc mạo danh ông Vũ Văn Cần trên bản kiến nghị của ông Nguyễn Quang A có phải là thật hay không, trước khi có kết luận của cơ quan điều tra và các tiểu ban an ninh trong đại biểu Quốc hội. Nhưng qua đây dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về việc rằng bao nhiêu tên trong bản kiến nghị ủng hộ Nguyễn Quang A tham gia vào ứng cử đại biểu Quốc hội hiện nay là thật. Và trước đó, những bản kiến nghị mà Nguyễn Quang A viết đòi bỏ điều 4 hiến pháp và điều 258 bộ luật hình sự, có bao nhiêu người trong đó là thật. Sự việc trên đã thể hiện rõ rằng đạo đức của người tự ứng cử trong cái lá đơn mà ông Vũ Văn Cần đã viết với chúng tôi, rằng ít nhất người đó phải là một người trung thực. Có lẽ dư luận nên tự đặt câu hỏi về sự trung thực của Nguyễn Quang A.